mưa đá, mưa đá. Ở ngoài kia nó thấp hơn, ở ngoài kia thấp hơn cho nên là mây nó ở dưới đất, thấy không?
Ở trên này là mình cao hơn à, mình xây nhà là ở phía trên đỉnh cao á. Giờ mình đi ra ngoài đó là nó thấp dần xuống sườn đồi rồi xuống dưới dưới mặt đất xuống hai quầy. Giờ là mây á, mây nó ở ngoài đó đó. Đây là mưa bình thường nè đó, mưa bình thường nè đó. Còn mưa đá là nó cục, nó văng từng lưng tứ tán. Ngoài chỉ có nước nó văng thôi, nước nó bắn là thôi. Không có nhìn thấy được cái con đường ở phía ngoài kia đâu, vì nó xuống dốc á, thấy không? Trên chỗ mình cao cho nên là không có nhìn thấy. Mình muốn nhìn thấy ra con đường đằng kia mình phải đi ra tới đằng đó, mình phải đi ra tới tuốt đằng đó mình mới thấy được cái con đường đi ra ngoài, vì chỗ mình ở là nó nằm ở trên cao nhất. Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau cơn mưa trời lại sáng. Rất là đẹp. Đi ra tới đây rồi. Đó ở đằng sau cái kho đó. Phía đó là ở đằng sau cái kho đó. Đó ở đây đẹp phải không? Wow, mặt trời ở trên đây. Đang cảnh báo con đảo hả? Đang cảnh báo con đảo hả?